Panasonic mang đến cuộc sống chất lượng Nhật Bản cho khu vực Đông Nam Á. Điều mà chúng ta luôn mong muốn. Ở một ngôi nhà là sự yên bình và thoải mái. Không phải lo lắng tới vấn đề rò rỉ mái nhà. Và giữ môi trường không khí luôn trong sạch. Panasonic sẽ mang cuộc sống chất lượng Nhật Bản tới khu vực Đông Nam Á. Nhà ở khu vực Đông Nam Á được làm từ gạch và vữa, sử dụng phương pháp xây dựng truyền thống. Do đó sẽ có xu hướng bị nứt vỡ tường hoặc rò rỉ mái. Để giải quyết những vấn đề này, Panasonic đã từng bước mang đến một công nghệ xây dựng mới có tên gọi PowerTech với khu vực Đông Nam Á. PowerTech sử dụng phương thức tường bê tông nguyên khối, hay còn gọi là WBC, cho những bước tiếp theo. Bằng việc sản xuất và lắp ráp các tấm bê tông nguyên khối ngay tại công trường xây dựng, công nghệ tiên tiến này đã cắt giảm được xấp xỉ 3 tháng trong tổng thời gian xây dựng. Công nghệ WBC không những đảm bảo chất lượng công trình, mà còn tăng cường tính bền bỉ và kéo dài tuổi thọ của ngôi nhà. Và công nghệ không mối hàn, một công nghệ chống thấm cải tiến cũng được sử dụng trong phương pháp xây dựng này. Panasonic đang mang đến những giá trị mới đến với người dân ở khu vực Đông Nam Á. Một vấn đề nghiêm trọng khác mà khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt đó là tình trạng ô nhiễm không khí và khói bụi. Công nghệ FuraTech được phát triển với công nghệ lọc không khí tiên tiến, giúp loại bỏ không khí ô nhiễm hiệu quả với công suất lọc chất lượng cao. Kết hợp với chất lượng khí kính PowerTech vượt trội, FuraTech sẽ giữ không khí trong nhà bạn luôn trong sạch. Bằng việc mang đến những chuyển giao công nghệ chất lượng Nhật Bản, Panasonic sẽ kết hợp cùng các nhà đầu tư trong nước để mang đến một phong cách sống hoàn toàn mới. Tại Panasonic Home & Living, chúng tôi tập trung vào hai yếu tố chính. Một là chất lượng, yếu tố còn lại là tính bền vững. Đây cũng chính là mục tiêu then chốt của chúng tôi. Panasonic hy vọng có thể mang những ngôi nhà, thị trấn và các tiện nghi thương mại với chất lượng Nhật Bản đến với cuộc sống. Sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của Panasonic, chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của Đông Nam Á. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ nhân rộng không gian sống Panasonic tại Malaysia, tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và cả những lãnh thổ khác trên khu vực Đông Nam Á.